Xin chào mừng các em đã đến với giờ học âm nhạc ngày hôm nay. Trước khi vào bài học, cô trò chúng ta cùng tham gia trò chơi thử tài của bạn, nghe giai điệu đoán tên bài hát, tên tác giả nhé. Xin mời các em cùng lắng nghe. Xin chúc mừng bạn nào đã có câu trả lời đúng. Đây là giai điệu của bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em, nhạc và lời do nhạc sĩ Ngô Ngọc Báu sáng tác. Thực hiện theo chương trình, hôm nay chúng ta sẽ học tiết 14, ôn tập bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em. Nghe nhạc. Nào, chúng ta cùng đến với nội dung thứ nhất, ôn tập bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em. Sau đây, cô xin mời các em cùng lắng nghe lại giai điệu của bài hát. Các em vừa được nghe lại giai điệu của bài hát và bây giờ xin mời các em hãy hát hòa giọng với nhạc nhé. Em hãy thể hiện bài thêm một lần nữa nhé. Thể hiện đúng các ca từ luyến, lấy hơi và ngân đủ phách cuối mỗi câu hát.
Và bây giờ các em mới trình bày bài hát với hình thức hát kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo nhịp nhé. Các em hãy chú ý quan sát và gõ đệm thật chính xác các ca từ được đánh dấu. Xin mời các em thực hiện theo nhạc. Các em hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. Các em hãy chú ý quan sát và gõ đệm thật chính xác các ca từ được đánh dấu. Xin mời các em thực hiện theo nhạc. Để cho phần trình diễn trở nên sinh động hơn, các em mới trình bày bài hát với hình thức hát kết hợp vận động. Các em hãy quan sát và thực hiện cùng với cô nhé. Thank you.
Xin mời các em hãy đứng lên, thả lỏng người và thể hiện thêm một lần nữa nhé. Vậy là các em đã hoàn thành nội dung thứ nhất rồi. Cô xin mời các em cùng đến với phần nghe nhạc bài hát Du Em dân ca Xê Đăng. Các em học sinh thân mến, các em có biết không, bài hát Du Em dân ca Xê Đăng là một bài hát nổi tiếng của người Xê Đăng, đã được dịch ra tiếng Việt và được nhiều nghệ sĩ thể hiện. Người Xê Đăng hay còn gọi là Sơ Đăng, là một trong số các dân tộc sống ở vùng đất Tây Nguyên. Cuộc sống chủ yếu của họ là làm nương rẫy và lên rừng. Hàng ngày, người cha lên rừng hái măng, người mẹ đi chặt chuối, còn người chị ở nhà giữ em và hát ru em ngủ. Người chị ru rằng: để mẹ đi chặt cây chuối nơi xa. Chị vỗ về và quên em đánh chìm vào giấc ngủ. Vì mẹ đang ở nơi xa, chẳng biết bao giờ mới về. Còn cha cũng vậy, đang đi hái măng non ở tận trong rừng. Chính vì thế mà chị hát ru em rằng: sinh thân mến, không chỉ là lời ru dịu em của người chị dành cho người em, mà bài hát dân ca Du Em của dân tộc Xê Đăng còn gửi gắm ước mong về một cuộc sống ấm no của vùng đất Tây Nguyên giữa núi rừng gian khó. Sau đây, cô xin mời các em cùng lắng nghe giai điệu bài hát nhé. Ru em ngủ cho ngoan.
vừa được nghe bài hát. Vậy hãy nói cảm nhận của mình sau khi nghe bài hát nào. Các em ạ, đây là một bài hát rất hay, có giai điệu nhẹ nhàng, thể hiện tình cảm của người chị dành cho người em, biết chăm sóc và ru em ngủ khi bố mẹ đi làm nương. Sau đây, cô xin mời các em lắng nghe lại lần thứ hai. Hãy thể hiện tình cảm của mình khi nghe nhạc, như vận động cơ thể theo nhạc hay vỗ tay theo nhịp điệu của bài hát. Xin mời các em cùng lắng nghe. Để giúp các em cảm nhận được giai điệu bài hát tốt hơn và hiểu biết thêm về dân tộc Xê Đăng, sau đây cô xin mời các em hãy lắng nghe bài hát thêm một lần nữa bằng tiếng địa phương nhé. Xin mời các em lắng nghe nào. Vậy là các em đã hoàn thành bài học ngày hôm nay rồi đó. Cô xin hoan nghênh tinh thần học tập của các em. Qua tiết học này, cô mong rằng các em sẽ nỗ lực học tập để xứng đáng là con ngoan trò giỏi. Qua phần nghe nhạc, bài hát Không Em, cô hy vọng rằng các em thêm hiểu biết về dân tộc Xê Đăng, thêm yêu các làn điệu dân ca Việt Nam. Ở nhà, các em mới biểu diễn bài hát với các hình thức đã học cho người thân xem nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em vào buổi học sau.